Bây giờ con xin mời cha và tất cả mọi người chúng ta cùng hướng về Chúa đọc kinh nha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con được nghe cha cả sáng, cha chỉ nên đi cha về nhận tới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ con nợ chúng con. Xin cha để chúng con ra được con đường như khi chúng con không phải chịu thua. Amen. Lạy Chúa Giêsu là Đức Giao lòng thương xót, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã thương và mang cho đất nước Việt Nam của chúng con, tất cả những người Việt Nam ở khắp năm châu trở về đây để mà cùng gặp nhau để giúp cho đời, giúp cho con cái của Chúa bớt đau khổ. Xin Chúa hãy nhận lời chúng con mà vận dụng những con người của chúng con để giúp cho con cái của Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha huynh, cho các thầy, các bác sĩ từ ngoại quốc về đây cho ban diện trần, và xin Chúa hãy chữa lành lại các bệnh nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúng con cầu gì danh Chúa nhân từ. Chúng con đang đi hồng được đi cho nghỉ ngơi, sẽ tay mặt bên cho trời xa ra vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa chúng năm, cùng tất cả bà con cô bác đang hiện diện ở đây. Sở dĩ hôm nay chúng con có một cái cuộc nói chuyện này, chúng con muốn cho mọi người hiểu chúng con làm gì ở đây. Mọi người là mọi người bệnh nhân đó, chứ không phải là tụi con thì hiểu rồi, nhưng mà bệnh nhân thì mình sợ người ta hiểu không tới chỗ nào. Thì chúng con có mời bác sĩ Đông Y và nhà nghiên cứu y học về đây để trước đây thì bác sĩ Đông Y đã nghiên cứu tụi này lâu rồi, thì hôm nay bác sĩ Đông Y sẽ về trao cái bằng để quyết định cho ban diện trần. Mà đây là cái bằng để quyết định trao cho ban diện trần. Trước đây các bệnh nhân từng nghe cha nói cái câu là ban diện trần, đúng không? Cha có nói từ ban diện trần không? Cái từ ban diện trần mà cha nói đó không ai để ý. Thì hôm nay thì bác sĩ Đông sẽ chính thức cho ra mắt ban diện trần mà Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác. Đây là Việt Nam và Hoa Kỳ của ta. Cha xin giới thiệu lại nha. Hiện tại trước mặt anh chị em thì có chú Năm là người chính quyền địa phương ở đây. Tiếng nói của chú Năm là địa phương, cũng là tiếng nói của trung ương. Chú Năm là người công dân ở đây, thì ở đây xảy ra điều gì thì chú Năm là người có trách nhiệm để mà bảo vệ và để trả lời với cấp trên. Cho nên tiếng nói của chú Năm là tiếng nói của địa phương, mà tiếng nói của địa phương thì ngang tầm với tiếng nói của trung ương. Thật ra thì mình không có chuyện mình không biết, nhưng mà khi mình có chuyện rồi mình biết. Cho lấy ví dụ, ngày xưa cha đi tu làm linh mục, thì trước khi cha đi qua đại chủ nhiệm cho học, thì trên tỉnh xuống điều tra cha, coi là trong quá trình cha ở đây cha có phải là người xấu hay là người tốt. Thì khi tỉnh xuống điều tra, này không xuống điều tra nhà cha, mà điều tra nhà chú Ba Nhật, trên bên đó có ấp mình. Thì khi đó là ấp trả lời cha là người tốt, thì tự động là trung ương đồng ý cho cha đi tu. Có phải là tiếng nói của trung ương là địa phương là trung ương không? Chúng ta cho rằng khóa tay nha. Vậy hôm nay có chú Năm ở đây, đó là tiếng nói của địa phương, thì nó là quyết định của tiếng nói của trung ương. Con xin giới thiệu với chú Năm. Bên cạnh chú Năm là cha Đa Minh Đỗ Thanh Hoàng. Cha là hôm nay cha dẫn 7 người về đây. Cha dẫn lần này là thứ 3, có nghĩa là hơn Tiểu Đậu hơn 13 người. Nhưng mà số bệnh nhân của cha ra đời cũng nhiều rồi, tức là trở về mạnh khỏe đó. Thì Chủ nhật này sẽ có một ca trở về là hết ung thư phổi. Bên cạnh của chú Năm là có bác sĩ Mông Hoàng. Hổng rày là hôm qua mình có nói sơ mà chưa giới thiệu rõ cho chú Năm. Bác sĩ Mông Hoàng là trước đây, hiện tại bác là 75 tuổi, bác về nghỉ hưu nhưng bác là cố vấn. Còn chức vụ của bác trước đây là tổng thư ký cộng đồng người Việt tại
Montreal tại Canada. Bác là thành viên hội đồng mục vụ tại Canada và chủ tịch phòng thương mại người Việt tại Canada và chủ tịch hoàng gia đại tộc công ty, chủ tịch sáng lập cộng đồng người Việt địa cầu. Và bác hiện tại bây giờ bác có hai người con, một đứa là giám đốc bệnh viện Lachine tại Canada trực thuộc đại học McGill, một đứa con là cố vấn tài chính quản trị tại Canada. Hiện tại thì bác là nhà nghiên cứu y học tổng hợp, thì gồm có đông y, tây y. Trong tương lai thì bác sẽ về Việt Nam, bác thăm hỏi tụi con. Rồi trong tương lai nếu thuận lợi thì bác sẽ mời tụi con sang bên châu Canada, là châu gì? Châu Mỹ. Con chưa biết châu gì nữa. Mà ham đi vậy thôi. Trong tương lai bác sẽ mời tụi con đến châu Phi và châu Mỹ để nghiên cứu về những căn bệnh nan y, để có thể giúp những người nghèo đó được phần nào. Thì khi đó thì chắc cái nơi này chú Năm sẽ là người lãnh đạo, chú Năm sẽ là người bao quát, rồi chú Năm điều khiển ban dân trận. Bây giờ bên cạnh chú Năm nữa là bác Nguyễn Nhân Đồng, là bác quốc dân của bác là Huệ Lộc. Bác sống tại Mỹ, ở tiểu bang Texas. Nghề nghiệp của bác là bác sĩ, hiện tại là bác sĩ đông y. Bác là nhà nghiên cứu y học, là chủ tịch hội viện chẩn Việt Mỹ tại Hoa Kỳ, đang giảng dạy Việt y và đông y tại nhiều nơi trên thế giới, gồm có châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á. Bây giờ chúng ta nói bác giảng dạy về các tôn giáo nha. Thì khi bác giảng dạy về các tôn giáo thì chúng ta nói đạo công giáo, thì bác đã đến tòa giáo mục Bắc Ninh ở ngoài Hà Nội năm 2008, bác giảng dạy cho 100 lương y, trong đó là có các thầy và các vị phước. Nó đơn giản là các thầy và các vị phước, còn nếu mà nói cho nó đúng là chủng sinh và các master. Về phía đạo Cao Đài thì bác thành lập hai bệnh xá ở tại Tây Ninh, và bác đào tạo được 32 học viên. Ở Phật giáo, ở bên đạo Phật thì bác giảng dạy cho 1.400 tăng ni, trong đó là có tăng ni thì có sư ông sư bà tại chùa Từ Đàm Huế, chùa Đại Tùng Lâm của chúng ta và học viện Phật giáo Việt Nam. Còn tại bên châu Âu thì có 200 học viên, các sinh viên học cái ngành này tại các nước như là nước Đức, nước Bỉ, nước Pháp. Còn tại Úc Châu thì gồm có 150 học viên ở tại Sydney. Còn tại Nam Mỹ thì có 300 học viên tại các quốc gia như Brazil, Paraguay và nhân dân tại Argentina, chỗ mà quê của Đức Giáo Hoàng, đương kim Đức Giáo Hoàng. Tại Mỹ thì có 2.000 học viên tại Mỹ. Hiện nay thì đài truyền hình Fox 13 TV đã loan tin bác hàng ngày, loan tin bác đông hàng ngày để cho mọi người hiểu được cái đường loan hướng của mình quan trọng. Thì còn một chị kế bên đó là chị trước đây ở tại Việt Nam, chị là bác sĩ thú y, chị tên là Trương Trần. Khi chị sang bên Mỹ thì quốc tịch Mỹ là Trương Trần. Thì chồng của chị là Sóc Vi Vu, là bác sĩ Mỹ, người Mỹ và bác sĩ Mỹ, bác sĩ đa khoa tại Mỹ. Còn hiện tại thì chị sang Mỹ, chị không có làm bác sĩ thú y nữa, mà lo phục vụ cho bác sĩ chồng chị là bác sĩ Mỹ, bác sĩ đa khoa tại Mỹ. Thì đó là những cái mà con giới thiệu với mọi người nhé, với chú Năm với tất cả mọi người ở đây. Thì bên đây là ban diện trận. Kính thưa chú Năm và tất cả mọi người, sở dĩ hôm nay chúng con có một cái buổi nói chuyện với bệnh nhân đây là để cho bác sĩ ông Nguyễn Nhân Đông và Huệ Lộc đây. Trước đây là bác sĩ Huệ Lộc đã từng quan hệ với chúng con, rồi sau một thời gian thì chúng con đã hoàn thành mấy chục ca nan y, thì bác sĩ Đông sẽ về đây để mà cấp cho một cái bằng, gọi là bằng của ban hiệu trần. Mà trước đây tụi con mỗi lần nhận bệnh tụi con gọi là ban hiệu trần, thì hôm nay đây là cái ban hiệu trần chính thức đã ra đời, ban hiệu trần chính thức đã đời được Việt Nam và Mỹ kết hợp để kiếm quyết định. Bây giờ trước khi bác Đông sẽ trao cái bằng ban hiệu trần để xác nhận là ban hiệu trần ở đây, thì con xin mời bác Chiêu, xin mời bác sĩ Mông Hoàng có vài lời phát biểu của chúng ta, cho một tràng phát tay.
Kính thưa đấng sáng tạo càn khôn vũ trụ và con người, kính thưa ông đại diện cho chính quyền địa phương Bạc Năng, kính thưa cha Tường, kính thưa tất cả các anh chị em, thực sự là một ngày rất là đẹp trời và do ơn trên cho phép chúng ta được gặp gỡ nhau tại đây. Chúng tôi đi từ nửa vòng quả địa cầu đến đây để gặp được cha Tường, là một người đã đem lại cái ánh sáng tại nơi này. Thì con chỉ dám xin là theo cái ý muốn của đấng sáng tạo thì chúng con sẽ làm phải làm được những gì mà Ngài muốn, tức là đem lại sự bình an, đem lại sự giàu có, không phải chỉ về tiền bạc mà về tình thương không điều kiện và trí tuệ thượng thừa, để chúng ta thoát khỏi những thời kỳ đen tối và bước qua một cái ngày tươi sáng như hôm nay. Đó cũng là nhờ ơn cha Tường đã cho phép chúng con tới đây và gặp gỡ các anh chị em. Thì cũng đã là cảm ơn cha Tường rất là nhiều đã cho phép chúng con đến hôm nay. Thì chúng con chỉ xin phép vắn tắt như vậy, rồi khi nào có dịp thì chúng con sẽ trình bày rõ ràng hơn cái nhiệm vụ của chúng con ở tại Việt Nam cũng như tại khắp nơi trên thế giới. Xin chân. Chúng con cảm ơn bác Sĩ Văn Hoàng. Bác cũng phải nhớ một chuyện là bác có một cái hợp đồng với con để đi các nước nghèo để mình giúp họ được thì giúp. Thì bác khi bác về Canada bác phải có một chương trình này đấy. Bởi vì ở đây mình có cái vụ hay là nói phải làm. Nói chính thì phải làm người. Nếu mà nói người làm chính thì sao? Kẻ cười người chê. Cho nên do vậy mà cha đã nói với bác Hoàng là cha sẽ cố gắng đi cho phi để cha có thể giúp được những người nghèo đó được gì hay nấy. Thì cái này là nói người mà làm chính thì kẻ cười người chê nha bác Hoàng. Vậy mình cố gắng nha. Mong rằng chúng ta sẽ hội họp tại châu Phi. Dạ. Tại vì đó là những nơi cứu người mà. Dạ. Cha Minh có thể đi với tụi con không? Dạ. Bây giờ con xin mời ý kiến của bác Đồng. Bác Đồng cho chúng con dạy ý kiến rồi sau đó nói chuyện hết rồi xin mời bác Đồng trao cái băng bằng diễn cảnh. Nhưng mà bây giờ bác Đồng ý kiến trước nha. Rồi bác Đồng sẽ trao sau. Con xin mời bác Đồng cho chúng con dạy ý kiến. Dạ, kính thưa Bắc Nam, đại diện chính quyền của địa phương tại quê hương xã nhà, ấp nhà, kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và kính thưa cha Đỗ Thái Minh đến từ Bắc Ninh thuộc, kính thưa bác Sĩ Văn Hoàng và quý đồng sự chúng ta diện trận tại ấp Dòng Lớn xã Bình Kim, và kính chào sức khỏe tới quý bà con cô bác bệnh nhân tại đây. Hôm nay con rất được hân hạnh, trước khi con xin giới thiệu, con tên là Nguyễn Văn Đồng, làm nghề đông y và hơn 45 năm nay. Trước đây là con là trưởng phòng đông y tại ở Phú Nhuận. Sau khi tới định cư tại Hoa Kỳ, con đã học thêm và có học được bằng bác sĩ đông y. Và hiện nay con đang hành nghề về đông y, về y. Đặc biệt con học thêm với giáo sư Vũ Quốc Châu môn diện chẩn. Đây là một phương pháp chữa bệnh đặc thù, không dùng kim, không dùng thuốc. Và phương pháp này con đã di truyền ở nhiều quốc gia như linh mục Văn Thường đã giới thiệu. Thật ra không biết cha Nguyễn Văn Tường cách đây 4 năm 5 tháng rồi. Hồi đó thấy cha có chuyện ảnh với giáo hội đó, thì ra con cũng email về thăm cha và con nhắc lại cha cũng đã nhớ rồi. Và hầm thời gian đã lâu thì
Sau cái ngày dự đại hội Việt Kiều năm 2017 thì gặp được bác Sư Minh Bảo, thì bác Bảo cho biết là hiện nay cha Tường đang chữa với giáo viện trận Việt Kiều đang chữa những bệnh nan y chẳng hạn như ung thư bằng thuốc nam, bằng viện trận. Thì với cái nghề nghiệp của mình, con cũng mời lên mạng coi thì trong lòng nó sung sướng lắm. Thật ra cái 25 năm con cũng đã nghiên cứu về ung thư, đã được báo của Mỹ trên 3 đài truyền hình và 5-6 tờ báo của Hoa Kỳ và Việt Nam tại Hoa Kỳ đã cho phổ biến. Nhưng mà cái công trình nghiên cứu của con á thất bại nhiều hơn là thành công. Mà hôm nay cha với những cái dụng cụ rất là thô sơ mà với 3 cái lá cây mà làm sao chữa bị ung thư được. Nhưng mà mình tâm nghe bằng mắt thấy có về tận nơi mới được. Đây là cái chuyện, đây là ngàn năm một thùa. Đây là một cái việc đột phá không riêng gì cho dân tộc Việt Nam mà cả thế giới nữa. Tại vì mình đã bỏ hàng ngàn tỷ đô la, không những mình mà các nước tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Tàu, họ giàu lắm. Nhưng mà họ chưa thành công được, mà cha đã làm được thì tại sao mình không đi? Rồi tới đây, rồi sau xong mà mấy ngày ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta về đây thì thấy bệnh nhân có hỏi lưu ý, tại mình có nghề nghiệp mình biết cái thành quả, cái người cấp bằng á nó phải trường đại học, không phải những cơ sở đào tạo mình chính là bệnh nhân chính mới là người cho mình cấp bằng, bệnh nhân mới cho mình kết quả. Thì tôi đi điều tra có một số bệnh nhân mấy bác này và vô đây thì bị ung thư phổi rất là đau nhất, mà chưa được 5 ngày uống thuốc thì hết đau. Không những bị phổi, bị gan, bị lá trà mà con đã chứng kiến. Nhưng mà đó là người với người, nhưng mà trên mặt pháp lý thì lương y Phan Đức Thanh có cho con coi những cái hồ sơ bị nhá, tức bị gọi là before và after, trước và sau, cái bị nhá trước và sau. Thì con thấy trước đây là bị ung thư phổi, trước đây là bị ung thư gan. Sau 1 tháng, 2 tháng, chữa bệnh thì được cái bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm, bệnh viện Hòa Hảo đường Hòa Hảo Sài Gòn, ta có biết là một trong những bệnh viện xét nghiệm lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thì họ xác nhận là hết ung thư rồi, thì mình có gì mà nghi ngờ nữa. Và hôm nay con rất là quá sung sướng với được nghiệp vụ của mình, với thiên chức của mình, thì con có viết ra 2 cuốn sách để dẫn về biếu cho ban viện trận để họ, để mà quý thầy cùng nghiên cứu với nhau để mà nâng cao nghiệp vụ lên. Và sau mấy ngày con cũng có bồi dưỡng và trao đổi lẫn nhau và chứng nhận để mà có một cái giấy từ bên ngoài bên Hoa Kỳ về để cho ban viện trận. Và hôm nay con được hân hạnh được phép của cha đồng ý, con được trao cái bằng diện trận này, bằng diện trận này để mà ở đây để lưu niệm để cha tiện sử dụng. Tại vì trong phòng mạch đã có giấy chứng nhận của chữ thập đỏ rồi, của chính quyền địa phương rồi, đó là quốc nội. Là khi có nội thì phải có ngoại, thì đây cái bằng này là bằng quốc ngoại để cho ban diện trận. Và xin mời chị về. Xin cảm ơn bác Hoàng và bác Đồng. Xin mời bác Hoàng xuống chút xíu, con nói rõ cái giấy của bài viện trận này. Dĩ nhiên cái giấy của cái bằng viện trận này là cái bằng mà bác Đông, là chức vụ của bác là chủ tịch viện trận Việt Mỹ tại Hoa Kỳ. Tức là khi mà bác cấp một cái giấy này thì những người ở nước ngoài họ sẽ làm việc một cách tự do và không ai là khó, tại vì bác đang là chủ tịch mà chính phủ Mỹ đã cấp cho bác cái chức vụ này, để bác cấp những cái bằng viện trận này cho các lương y mà các học viên mà bác đã dạy. Thì như nãy bác đã nói đó, là bác Đông đã biết cha cách đây là 4 năm 5 tháng, không nhớ rõ hơn cha 4 năm 5 tháng, là chứ không phải là 4 năm thôi, tính từ ngày, có nghĩa là có một duyên phận gì đó thì sau 4 năm 5 tháng thì
Bác Đông đến đây đã ở đây qua mấy đêm, ban đêm thì ngủ nhà trọ mà ban ngày thì vô đây để kiểm tra tụi này coi chữa bệnh như thế nào. Thì bác đã công nhận là tụi này là diễn chẩn là đối với bác là số 1, còn đối với người khác thì không biết sao, nhưng mà cuối cùng bác là chủ tịch cho nên bác cấp ban diễn chẩn một cái bằng này, để khi những người mà nước ngoài họ đến đây chữa bệnh thì khi thấy cái bằng cấp này thì người nước ngoài họ không ngỡ ngàng, họ hoàn toàn không ngỡ ngàng. Còn nếu người Việt Nam chữa bệnh thì các diễn chẩn đây có bằng cấp của Việt Nam rồi. Còn nếu mà người nước ngoài về đây chữa bệnh thì sẽ có một cái bằng cấp của nước ngoài cấp cho. Đó là bác Huệ Lộc là Mỹ An Đông. Người nước ngoài công nhận, nhìn thấy cái bằng này thì người nước ngoài công nhận. Còn nhìn thấy cái bằng của Việt Nam thì người Việt Nam công nhận. Cho nên cái bằng diễn chẩn này rất là có giá trị là giữa Việt Nam và nước ngoài được hợp tác với nhau. Cho nên mọi người được cứu bệnh rất là nhẹ nhàng. Vậy bây giờ cái bản này là bằng tiếng Anh không? Cho nên bây giờ xin mời thư ký nhé. Xin mời chị Dương Trần, phu nhân của bác sĩ tên Mỹ khó đọc quá. Phu nhân của bác sĩ là Đề Vu. Xin mời phu nhân bác sĩ thông dịch lại, đọc tiếng Anh rồi đọc luôn tiếng Việt cho mọi người nhé. Xin mời cầm cái mi đọc lớn lớn cho hai vị biết. Kính thưa chú Năm, kính thưa hai cha, kính thưa bác sĩ Mông Hoài và kính thưa bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng. Con xin phép được đọc bằng diễn chẩn của bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng. Sau quá trình bồi dưỡng nâng cao đã quyết định cắt cho cái hội diễn chẩn chữ thập đỏ ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh như sau. Con xin đọc tiếng Anh trước ạ. Vietnamese USA Faith Therapy Association Certificate of Completion DSE 2 Certificate Ban diện dẫn tại huyện Hội Chữ Thập Đỏ ấp Dòng Lớn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh have attended PACE Therapy Seminar guided by Dr. Huệ Lộc Nguyễn Văn Đồng held in Trà Vinh from September 15 to September 25, 2018. Huệ Lộc Nguyễn Văn Đồng, POMD. He started. Xin cảm ơn. Cái bằng thì đã con tạm dịch như sau. Bằng chứng nhận của Hội Diện Chẩn Hoa Kỳ cấp cho Ban Diện Chẩn Chữ Thập Đỏ ấp Dòng Lớn, tỉnh Trà Vinh đã được y sĩ Huệ Lộc Nguyễn Văn Đồng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn diện chẩn từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại Trà Vinh. Chúng ta cho tràng pháo tay. Bây giờ con xin bác sĩ Đồng đến để trao bằng diện chẩn cho Ban Diện Chẩn. Xin mời đại diện của Ban Diện Chẩn chúng ta cùng đứng lên để nhận. Xin mời mọi người. Xin kính gửi đến ban đại diện chẩn tại Trung Thôn Thị Thập Đỏ. Bằng này là tuy là một tờ giấy nhưng mà nó có cái giá trị không chỉ về vật lý mà về mặt tâm linh nữa. Thật ra mong quý vị đón nhận, tại vì khả năng con người phàm mình thể chữa mình đang đi như ung thư chẳng hạn, mà có lẽ đây là con tin tưởng rằng đây là phòng mến của Thượng Đế Thiên Chúa đã ban tới cho chúng ta. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn cha Nguyễn Văn Tường đã tạo điều kiện tự nhiên cho chúng con làm một cái việc làm phải là bơ núi. Và biết đâu ngày hôm nay giờ mùa thu tháng 9, đây là cuộc cách mạng y học không dừng cho 94 triệu con nhân Việt Nam chúng ta, mà luôn cả 7 tỷ rưỡi cho nhân loại trên toàn địa cầu này. Chúng con cảm ơn bác. Bây giờ cuối cùng chúng ta còn hai ý kiến rất là quan trọng, đó là chú Năm và cha Đăng Đức. Xin mời cha Đăng Đức trước.
cho chúng con nhà được. Trước nhất là con xin cảm ơn cha Pedro, xin cảm ơn ban trên chùa. Con xin được đại diện cho các bệnh nhân để cảm ơn cha, ban trên chùa cũng như là quý khách đang hiện diện ở trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng con rất là vui và con nhìn nhận thấy là nơi cha có cái ơn Chúa, chúng ban cho cha một cái ơn đặc biệt là cái ơn chữa lành. Ơn chữa lành cho tất cả các bệnh nhân. Khi đặt mình vào ở cái địa vị của các bệnh nhân bị cái bệnh nan y, thì cái việc mà chết nhiều hơn sống thì mới cảm nhận được cái sự giới hạn của con người. Và được cha chữa lành như là cha đúc lại cái con người, cái sự sống, đó là cái ơn lành. Con nghĩ rằng là Chúa ban cho cha cái điều này. Và một cách đặc biệt thì con cũng thấy rằng con cũng cảm thấy vui mừng cùng với các bệnh nhân đang hiện diện ở đây để cảm ơn cha rất nhiều. Và mọi người chúng ta cùng chung tay góp sức để làm sao để xóa đi nhiều cái nỗi đau khổ và nhiều cái bệnh tật nơi con người. Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta làm việc này, thì con cũng xin được đại diện cho các bệnh nhân một lần nữa để cảm ơn cha cũng như ban chịu chuẩn. Con xin được không ngừng, xin cảm ơn. Chúng con xin ý kiến quyết định cho chúng con chú Năm đại diện cho chính quyền địa phương. Xin mời chú Năm. Thưa Linh Mục, Nguyễn Tường. Thưa Linh Mục, Quân, cha Quân. Cha Quân. Dạ. Tôi nói thẳng lát luôn. Nói thẳng qua vậy dạ. Nói thẳng qua. Thưa này, xin hồng hoài là đọc ban diện này là coi như là nước ngoài, ra nước ngoài, coi như Canada và Mỹ. Kính chào ông Trạnh, kính chào ông Bệnh Nhân. Chúng ta cho Trạnh một tay nhé. Tôi cũng biết mấy thân, thì tôi lần nào ký quyết định cho Bệnh Nhân ra phòng 8, tôi cũng nói rất nhiều rồi. Yeah. Nói coi như là không phải tôi xuống là đến một miễn cường, mà cái đó là thực tế. Thực tế đó là, thì đây coi như là cô bác cũng biết rồi. Mà nãy cái tôi được nghe thôi, được nghe rồi hôm qua tới anh Út, anh Út đâu? Dạ vâng. Có tiến trình mà nói những đoạn rất hay. Mà thực tế tôi bữa nay tìm hiểu được thì coi như đất nước là Hoa Kỳ, coi như là đại quốc mà. Cái bệnh là nan y này rồi, được. Dạ, không được. Là phải không? Tức là ung thư là chịu thua phải không? Dạ, nên khó khăn giải quyết được. À, không giải quyết được. Mà đến ngày nay thì coi như nãy là bác sĩ biểu. Mà đến ngày nay cái diệu kỳ gì mà bất ngờ của cái phòng khám này lá cây không lá cây không mà thấy sao là chữa bệnh hết bệnh. Cái đó thực tế là tâm nghe không bằng mắt thấy, chính là coi như là thầy cũng hiểu rồi và chuyện qua nó quá hiểu. Bữa nay có liên tục nữa và một đã dẫn là bệnh nhân là mấy lần là vô đây thế là cũng là phải khám bệnh nhân nhiều lại nó rồi đó. Vậy là về phía bệnh nhân tôi cũng không nói gì thêm vì tôi nói nhiều về bệnh nhân rồi thì giờ là cũng tiếp tẻ thời gian ngừa bệnh hơn chữa bệnh, tức là bây giờ mình theo phác đồ của là coi như là cha Tường này ra thì ba hội chẩn thì đó là mình có hàng ngày thì những cha Tường nhắc đi nhắc lại bài nó nữa có thằng nói lời thì cảm ơn rất là con đại diện những người cảm ơn được coi như các chị ở nước ngoài nó có một lời phát biểu để sau này giúp đỡ nhiều cái ba hội chẩn trong đất phòng thám mà trong y của cái dòng lớn. Yeah. Thì bây giờ tôi biết là giúp đỡ gì thì có khả năng mà nhất là nãy là coi như là mang nuôi phát biểu là đi coi như là giúp đỡ các nước nghèo ở trong đó Việt Nam đâu sắp tới đây thì chúng đi nữa thì một lần nữa tôi không biết gì nữa không thì nhờ mấy anh thì bây giờ là mấy anh cũng phát biểu là trăm ngàn đồng mặt thấy rồi trực tiếp ở đây rồi thì rõ ràng dân đây cũng nghèo là nhất là cái bệnh nan y không phải đi gặp dùng lớn đâu chung còn cái Việt Nam này mà thế giới luôn. Mà rõ ràng nhà Tường đã trị từ coi như là ở miền Bắc, tức là từ Hà Nội, ngoài Hà Nội nữa từ nhắc đến giới với Trung Quốc mà đến mùa Cà Mau đều có trị hết rồi bà rõ ràng hết bệnh sau cùng không có gì theo như là cảm ơn Linh Mục Tường rồi cảm ơn cha bắt tay sang cái đây ha thôi ta bác sĩ thì những cái là bữa nay danh dự mà được là bác sĩ là cấp cái bằng gì cái bằng chuyên trận chuyên trận bằng này có giá trị là trên quốc tế. Yeah. Còn bằng là coi như là ở đây cũng có bằng bằng là coi như từ đỏ ở Việt Nam thôi. Yeah. Hồi nãy là chỉ có nói nổi nước này có 196 viên
Vậy một lần cũng cảm ơn hả, cảm ơn mấy vị. Sau cùng cũng rồi, trước nhất là sức khỏe là cho Thường, rồi cha thay vì chú Huynh. Chú Huynh, cùng là bốn vị nước ngoài. Dạ. Chung là toàn thể bệnh nhân ở đây, sống rất cố là theo cái hạt đồ đó, của cha Tường. Mong là sống thì đoàn tụ về đoàn tụ gia đình. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chúng ta cho tràng hoa tay. Cuối cùng là chúng con cũng phải nói một cách hết sức là mừng rỡ hân hoan. Chúng con cảm ơn chú Năm, vì chú Năm là chủ nhà, chú Năm là người quyết định cho cái công việc bác ái ra đời, cho cái công việc cứu người ra đời. Dù chúng con có tài đến đâu, dù chúng con có khả năng đến đâu, dù chúng con có tiền đến đâu, nhưng mà nếu không có chú Năm thì chưa chắc chúng con làm được. Không có được cái đức của chú Năm. Dạ. Thì khó vượt qua những cái khó khăn này. Khó làm được lắm. Nhờ cái đức của chú Năm. Do vậy mà chúng con cũng phải nói một câu với chú Năm là hết lòng cảm ơn chú Năm đã tạo điều kiện cho những người này được sống lại. Tạo điều kiện cho những người này được sống lại. Chứ không phải là chúng con làm đó. Tụi con chỉ là cái cầu để cho người này đi qua thôi. Chú Năm mới là người mở đường cho những người này đi qua cái cầu. Cuối cùng chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho chú Năm. Và chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho các anh em nước ngoài. Chúng ta sẽ hội ngộ tại Mỹ và Canada. Nhất định đó, chúng ta sẽ hội ngộ tại đó. Nơi nào có đau khổ bệnh nhân. Dạ. Nơi đâu có chú Lê. Cuối cùng là chúng con. Dạ. Chúng con cảm ơn bác Đông là chủ tịch Hội Chẩn Thận Hoa Kỳ đã đến đây để mà khám nghiệm, kiểm tra tổng quát và theo dõi để cấp cái bằng hội chẩn cho ban hội chẩn. Hôm nay ban hội chẩn là cái từ cha nói 6 tháng nay mà không ai hiểu. Hôm nay ban hội chẩn chính thức được ra đời, cho ban hội chẩn một tràng pháo tay. Con cũng cảm ơn bác Hoàng. Nhất định chúng con và bác sẽ gặp nhau ở châu Phi, gặp tại Canada, dẫn về châu Phi cho nó cuộc đời nó vui. Chúng con cảm ơn cha đã dẫn thêm 7 bệnh nhân nữa. Cha hãy dẫn nhiều nữa, dẫn một lượt cho hết. Lên hết một lượt đi, con chữa cho nó xong. Chứ còn dẫn rặn không được. Lần này là cha dẫn 7 người ha, lần sau cha lên hết một lượt luôn. Có mấy cây kiếm chứ đưa lên, rồi con làm được. Con cảm ơn cha rất là nhiều nha. Đó là những lời chân thành nhất. Còn thưa chú Năm, các bệnh nhân ở đây rất là khởi sắc. Chủ nhật này chúng ta sẽ kiến 3 ca. Xin mời chú Năm sẽ đến một cái phòng khám nhà lá của mình, phòng khám hết sức là khiêm tốn để chú Năm ký quyết định cho 3 bệnh nhân ra viện. Đó là cái quyết định của chú Năm. Cuối cùng chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau nha. Bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta đứng lên cho một tràng pháo tay nha. Sáng giờ đến Chúa Cha, dẫn Chúa Con, dẫn Chúa Thánh Thần như đại có trước vô cùng và bây giờ và có và đời chẳng cùng. Chúng con hãy vì danh Chúa nhân từ hằng xem xây mặt Đức Chúa Trời sáng mát vui vẻ nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau trong bằng một tràng pháo tay nhé. Bây giờ xin mời các bệnh nhân trước chúng ta thầy thuốc nha. Hôm nay có bác sĩ Đồng Y là bác sĩ Đông sẽ đến khám cho anh chị em nữa. Khám một lần một rồi ổng về Hoa Kỳ rồi ổng qua ở đây đâu. Cho nên xin mời bác sĩ Đông Y đến khám. Xin mời bác sĩ Thanh, bác sĩ Tâm và bác sĩ Trần dẫn con người. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Trời đâu có lòng từ bi là đầy
tràn nguồn vui. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mến yêu, diệt tán căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghen, xin giữ đức ai yêu Chúa. Hợp tâm đầu ở đây chứa chan.